Âm thanh sôi động, hình ảnh cuồng nhiệt, những khán đài đầy ắp khán giả. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với trận đấu trong ngày hôm nay. Một trận đấu rất đáng được chờ đợi với những cầu thủ xuất sắc nhất của cả hai đội bóng ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay đồng hành cùng với tôi sẽ là bình luận viên Kiên Daki, một người rất nổi tiếng trong giới bình luận bóng đá và cũng là một chuyên gia phân tích trận đấu. Xin chào anh Kiên Daki. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và cống hiến. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Pha bóng rất cố gắng. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Cơ hội để phản công. Đường truyền đã bị chặn lại. Chuyền lên, một cú sút và pha bóng rất tốt. Cơ hội dứt điểm và cú thua rất tốt. Pha giành huy rất đúng lúc. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Pha phản công. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Phạm lỗi rồi. Anh sẽ làm gì đây? Tắt cánh, đánh đầu. Không thành công. Cắt bóng rất dễ dàng. Anh sẽ làm gì đây? Bóng đã được phá ra. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Phòng ngự rất chắc chắn. Đức Trinh. Một tình huống xử lý bóng rất chính xác. Dứt điểm. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Triển khai tấn công. Rất nguy hiểm. Pha giành huy rất đúng lúc.
vẫn còn. Dứt điểm đi. Không thành công. Bóng đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống phát bóng lên cho thủ môn. Vẫn tiếp tục đi bóng. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Quyết tâm. Khả năng đặt tình huống tuyệt vời đã giúp cầu thủ này chặn được đường chuyền vừa rồi. Pha phản công. Chuyền bóng. Pha bóng rất cố gắng. Pha ngăn chặn kịp thời. Đức Trinh. Dứt điểm. Cơ hội dứt điểm. Rất tiếc là bóng đã đi không chính xác. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Sẽ có sự thay đổi người. Huấn luyện viên đã đưa ra hai sự thay đổi người liên tiếp. Tiến Linh. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Tình huống phòng thủ khá tập trung. Và giải nghi rất đúng lúc. Không vào. Pha đi bóng rất táo bạo. Một quả ném biên. Rất thoáng. Cơ hội để phản công. Vẫn còn. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Quả bóng rất quyết liệt. Tôi nghĩ là nên có một chiếc thẻ được rút ra thay vì những lời cảnh cáo như thế này. Dứt điểm. Không vào.
khoảng trống, rất quyết tâm. Pha phạt bóng rất đúng lúc. Một quả ném biên. Một tình huống xử lý bóng rất chính xác. Pha phạt bóng rất đúng lúc. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Tốc độ triển khai bóng rất nhanh. Một cú sút. Một pha tấn công rất tốt và bàn thắng đã đến. Đó là kết quả của một tình huống được dàn xếp rất hay. Cả công trường như đang vỡ hòa. Bàn thắng này có thể thay đổi hoàn toàn thế trận khi mà họ đang rất khát khao tìm kiếm thêm bàn thắng. Một bàn thắng rất đẹp và dứt điểm là rất gọn gàng. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Thời gian của trận đấu còn lại rất ít. Cơ hội dứt điểm. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Đức Trinh. Cơ hội phản công rất rõ ràng. Vẫn tiếp tục đi bóng. Chọc khe. Một cú sút nguy hiểm. Đấy đâu. Cơ hội vẫn còn. Nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi. Đã có rất nhiều ý kiến về phong độ có phần sa sút của cầu thủ này trước trận đấu, nhưng rõ ràng với bàn thắng này thì anh ấy đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Một bàn thắng rất đẹp và dứt điểm là rất gọn gàng. Sau trận đấu này, cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau.